Hello everyone, hôm nay tôi sẽ dành một chút xíu thời gian để tổng hợp lại các kiến thức rất là căn bản về thì. Thì thật ra kiến thức này nó cũng không có gì gọi là mới lạ đối với các bạn học tiếng Anh hết, nhưng mà vẫn còn đâu đó một số bạn do mất kiến thức căn bản cho nên gặp rất là nhiều khó khăn khi tiếp cận đến những cái chủ đề ngữ pháp chuyên sâu hơn. Thì nó giống như là một cái kiềng ba chân trong một cái câu hay trong một cái đoạn văn. Tại vì khi mình dùng thì bị sai thì cái việc người ta hiểu về cái hành động đó đã được thực hiện hay chưa, thực hiện ở thời gian nào, có thể là cái người nghe hoặc là cái người đọc cái phần mình viết nó sẽ bị hiểu nhầm. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một số cái thì căn bản thôi. Trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ có 12 thì, có một số sách hay là một số tài liệu thì người ta có thể là viết tới 13 thì, đó là bao gồm cả thì be going to, có nghĩa là thì tương lai gần, nhưng mà tạm thời chúng ta có thể hiểu đó là 12 thì. Và thực tế đó thì chúng ta có thể là đôi khi ta không sử dụng hết 12 thì này, và chúng ta sử dụng một số cái thì căn bản phổ biến nhất là chúng ta cũng có thể hoàn thành được cái mục tiêu viết và nói của mình rồi. Thì thứ nhất ở đây chúng ta sẽ có 3 mốc thời gian. Thứ nhất về thời gian thì nói tới thì chắc chắn là phải có thời gian. Thứ nhất là quá khứ, the past, the present và tương lai, the future. Thì 3 mốc thời gian này nó sẽ tương ứng với những cái nhóm thì liên quan. Và thì của mình á, thì nó sẽ tương ứng với 4 cái dạng hành động. Thứ nhất á, là simple, tức là đơn. Và thứ hai đó là continuous. Continuous có nghĩa là tiếp diễn. Và tiếp theo nữa đó là nhóm thì thuộc về nhóm perfect, có nghĩa là thì hoàn thành. Và cuối cùng là perfect continuous. Thì chúng ta sẽ có bốn cái dạng này, bốn dạng này và ứng với 3 mốc thời gian, cho nên chúng ta sẽ có 12 thì. Ngoài thì be, ngoài ra còn có thêm một thì nữa là ở dạng be going to. Thì đối với những thì này, đối với những thì này thì cái cách chúng ta nhớ đó, ở thì quá khứ thì chúng ta có cái thì đơn giản đầu tiên, đó là thì simple past. Thì simple past thì thường cái hành động nó xảy ra và nó kết thúc hẳn. Ở trong quá khứ ha, nó thường nó sẽ xảy ra ở đây và nó sẽ kết thúc hẳn ở trong quá khứ luôn. Thì chúng ta sẽ sử dụng thì simple past. Còn tiếp theo nữa, khi mà có một cái thì khác cũng xảy ra ở trong quá khứ này luôn, nhưng mà nó lại có cái thời điểm nó rất là rõ ràng. Thì chúng ta sẽ sử dụng thì past continuous. Past continuous có nghĩa là thì quá khứ nó tiếp diễn. Thì đây là một cái thì quá khứ đơn, là thì đầu tiên. Thì thứ hai đó là thì quá khứ tiếp diễn, khi thời gian ở trong quá khứ nhưng mà có cái thời điểm rõ ràng. Ví dụ như người ta nói ngày hôm qua, nhưng mà lúc 7 giờ, 8 giờ ai đó đang làm cái gì vào ngày hôm qua, thì chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ tiếp diễn. Ngoài ra chúng ta còn một thì nữa rất là phổ biến trong nhóm thì quá khứ này, đó là thì quá khứ hoàn thành. Thì hoàn thành thường nó sẽ đi với thì quá khứ đơn. Quá khứ hoàn thành nó sẽ đi với thì quá khứ đơn. Thì quá khứ hoàn thành là một cái hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Ví dụ một hành động trong quá khứ đó là thì quá khứ đơn, là hành động số 1. Thì quá khứ hoàn thành nó sẽ xảy ra trước hành động của quá khứ đơn, nó là thì số 2. Cho nên ở đây mình sẽ sử dụng thì past perfect, là thì quá khứ hoàn thành. Thì đây là các mốc thời gian để chúng ta có thể chúng ta hiểu cái trình tự xảy ra khi chúng ta sử dụng về chia thì. Ngoài ra còn có thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, nhưng mà thì đó thì thường cũng ít sử dụng. Ta tạm thời chúng ta biết 3 thì này là coi như chúng ta cũng có được cái nền tảng cơ bản để chúng ta có thể viết và chúng ta nói cho nó chính xác. Rồi tiếp theo ở cái mốc thời gian là hoàn thành thì tương tự những cái hành động mà nó diễn ra ở hiện tại và nó có cái tần suất lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, thì chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn, simple present, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Mà khi lặp đi lặp lại này thường chúng ta sẽ sử dụng ở các dạng là với những cái trạng từ chỉ tần suất, ví dụ như là often, usually, rarely,
on way, seldom, vân vân, thì những cái trạng từ chỉ tần suất người ta gọi đó là adverb of frequency, để nói về cái thói quen, hoặc là cũng có thể là một cái sự thật, một cái chân lý nào đó không hề thay đổi, thì chúng ta cũng dùng hiện tại đơn. Đó là cái thì tiếp theo. Rồi trong thì hiện tại đơn này, khi nói về một cái việc mà đang diễn ra ngay tại thời điểm nói luôn á, thì chúng ta sẽ dùng thì hiện tại tiếp diễn, là thì present continuous, đang diễn ra ngay tại lúc nói. Mà thường cái thì mà đang diễn ra ngay tại lúc nói này nè, nó sẽ thường kết hợp với mấy cái động từ mà người ta yêu cầu mình phải chú ý, mình phải quan sát á, look hay là listen, at the moment, vân vân. Thì đây là nhóm thì của thì hiện tại. Ngoài ra chúng ta sẽ còn thêm một thì nữa, đó là present perfect, tức là thì hiện tại hoàn thành. Thì hiện tại hoàn thành này nó sẽ có một cái điều đặc biệt, tức là cái thời gian của nó đó có thể xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại, thì mình sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành này. Hiện tại hoàn thành sử dụng cho một hành động xảy ra trong quá khứ nhưng mà kéo dài đến hiện tại thì sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Còn một thì nữa là xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp diễn đến cả tương lai luôn, thì mình sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, present perfect continuous, present perfect continuous. Thì đây là cái cách để chúng ta hiểu rõ về cái bản chất thời gian của từng thì, để chúng ta sử dụng cho nó đúng. Chúng ta ở đây chúng ta chỉ mới bàn về các mốc thời gian, chứ chúng ta chưa có hẳn là bàn về công thức hay là các dấu hiệu nhận dạng. Thì đây chỉ là cái cơ bản về cái khung thời gian. Còn đương nhiên tương lai thì rất là dễ, thì những cái sự việc nào đó mà xảy ra ở tương lai thì cái thì mà chúng ta dễ dàng sử dụng nhất và sử dụng hiệu quả nhất khi nói về kế hoạch hay là cái việc chưa xảy ra ở trong tương lai, đó là thì simple future, có nghĩa là thì tương lai đơn. Thì tôi nghĩ đối với 12 thì, nhưng mà nếu chúng ta sử dụng dùng diễn thành thạo 8 thì này thôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 thì này thôi, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là viết và nói nó hiệu quả và nó chính xác những cái hành động mà chúng ta muốn thể hiện, nó ở quá khứ, nó ở hiện tại hay nó ở tương lai, nó xảy ra rồi hay chưa, hay là nó đang được lên kế hoạch để thực hiện, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái nhóm thì này. Và nhớ về các mốc thời gian cũng như là các lưu ý. Thì tiếp theo đây đó, thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần, tức là những cái phần về dấu hiệu nhận dạng, dấu hiệu nhận dạng của các thì. Dấu hiệu nhận dạng của các thì chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu nhận dạng nó rất là phổ biến của các thì như sau. Ví dụ như đối với thì simple past, thì chúng ta đã rất là quen cái thói quen là học tìm cái hint. Nói tới thì chúng ta hay tìm cái hint, tức là tìm cái dấu hiệu nhận dạng để chúng ta áp vô công thức của thì, của từng thì. Nhưng mà như vậy thì nó cũng chỉ đáp ứng cho thi cử, cho làm bài kiểm tra. Còn về bản chất của việc học thì chúng ta nên hiểu về cái trình tự của cái hành động đó, nó xảy ra như thế nào, cái bản chất của hành động ha. Thì tuy nhiên thì tôi cũng sẽ cung cấp những cái dấu hiệu để tùy theo cái mục tiêu của từng bạn. Có nhiều bạn muốn học nhanh để có thể đảm bảo được một mức độ cơ bản về bài kiểm tra thì cũng có thể lấy cái thông tin để tham khảo. Ví dụ simple past thì thường mình thấy trong câu sẽ có là ago hay là yesterday, ago hay là yesterday, hay là last, tức là những cái dấu hiệu mình để chứng tỏ thời gian nó qua rồi. Ví dụ như 2 days ago, 2 ngày trước đó, cách đây 2 ngày, yesterday là ngày hôm qua, last, ví dụ như last summer, mùa hè vừa qua, thì những cái này nó qua rồi. Hoặc chúng ta có thể thấy một cái giới từ cộng với một cái năm, mà năm đó nó phải trước cái năm hiện tại. Ví dụ năm hiện tại của mình là năm 2024 thì có thể là nó là năm 2023, 2023 chẳng hạn. Thì những cái dấu hiệu này nè, nó sẽ giúp cho mình là cái mốc thời gian nó đang ở trong quá khứ, cho nên mình sẽ dùng thì simple past. Mà nói tới simple past thì mình sẽ dùng V2 hay là VED. Khi nào V2, khi nào VED thì kiến thức này nó quá là căn bản. V2 là sử dụng cho động từ bất quy tắc, còn VED là sử dụng cho động từ có quy tắc. Thì này, phần này là nó rất là kiến thức, nó rất là cơ bản rồi. Rồi tiếp theo nữa đó là thì, ví dụ như thì tiếp theo đó là thì past perfect. Thì past perfect thì như tôi nói là nó sẽ đi trước
thì quá khứ đơn. Thường quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn nó sẽ đi chung với nhau, nó nằm trong hai mệnh đề của một câu. Thì quá khứ hoàn thành thì thường chúng ta để mà kết hợp với quá khứ đơn thì chúng ta hay gặp cái dạng của mệnh đề, đó là có những cái từ ví dụ như là before hay là after. Thì chúng ta sẽ nhớ hành động nào xảy ra trước thì dùng quá khứ hoàn thành, hành động nào xảy ra sau thì chúng ta sẽ dùng quá khứ đơn. Hành động nào xảy ra trước thì dùng quá khứ hoàn thành, hành động nào xảy ra sau thì dùng quá khứ đơn. Ở đây công thức của thì quá khứ hoàn thành thì rất là dễ, chỉ cần dùng hết cộng V3 hay là VED. V3 hay là VED thì cũng tùy thuộc vô bản chất của động từ, để xem coi nó là động từ có quy tắc hay là bất quy tắc. Nếu như bất quy tắc thì mình dùng V3, và có quy tắc thì mình dùng là VED. Ví dụ như động từ bất quy tắc, ví dụ như động từ to go là động từ bất quy tắc, thì chúng ta phải thuộc V2 của nó là went và V3 của nó là gone chẳng hạn. Còn ví dụ như động từ finish là động từ có quy tắc thì chúng ta chỉ cần thêm ed thôi. Cách đọc của thêm ed thì những video trước thì tôi có hướng dẫn rồi. Rồi trong nhóm này past continuous, quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn thì khi chúng ta thấy nó cũng có những cái mốc thời gian quá khứ, có thể nó xuất hiện những cái từ vựng này, xuất hiện những cái dấu hiệu nhận dạng này, nhưng mà nó phải có thêm một cái mốc thời gian. Ví dụ như đúng 8 giờ ngày hôm qua. Và thường cái hành động của một cái câu á, mình đọc lên mình sẽ hiểu là người ta đang đề cập tới cái thời điểm chính xác lúc đó của cái thời gian ở trong quá khứ. Người ta muốn hỏi cái hành động đó đang diễn ra như thế nào. Ví dụ người ta hỏi 8 giờ hôm qua bạn đang làm gì, thì lúc đó mình sẽ dùng thì quá khứ tiếp diễn. Thì nói tới quá khứ tiếp diễn thì mình cũng phải có to be và verb in. Đối với thì quá khứ tiếp diễn phải có to be và verb in. Và to be ở đây nó sẽ có hai hình thức của quá khứ, đó là was hoặc là were. Was là dùng cho chủ ngữ, ví dụ như là I, he, she, it, tên một người, for example Lan or Mary, danh từ số ít, a flower, thì chúng ta sẽ dùng was. Còn were thì dùng cho những cái chủ ngữ gọi nôm na là chủ ngữ số nhiều á, ví dụ như là we, you, they, tên hai người Lan and Nam, or many flowers, hoặc là danh từ số nhiều, thì chúng ta sẽ dùng were. Và đương nhiên là động từ chính chúng ta phải dùng dạng verb in. Dạng tiếp theo đó là thì tiếp theo đó là nhóm thì hiện tại. Thì ở đây tôi cung cấp cho mấy anh chị đủ 4 thì. Thì đối với hiện tại đơn á, thì thường thứ nhất nó là cái dấu hiệu nhận dạng dễ nhất á, đó là adverb of frequency, có nghĩa là cái trạng từ chỉ tần suất. Tần suất ở đây là đi từ 0% đến 100%. Ví dụ như never, không bao giờ. Không bao giờ làm cái việc gì đó là nó sẽ đi từ 0% đến 100%, đó là luôn luôn làm. Always là luôn luôn làm. Thì cái khoảng giữa này nè, nó sẽ có những cái mức độ khác nhau. Ví dụ như là rarely, seldom, ít khi, hiếm khi, hoặc là đôi khi, sometimes, hoặc là nhà thường, often, usually, vân vân ha. Thì chúng ta sẽ có cái trạng từ chỉ tần suất. Ngoài ra thì nó còn cái mốc từ chỉ thời gian, ví dụ như là today, ngày hôm nay, thì đương nhiên dùng thời gian rồi. Hoặc là một cái sự thật, một cái chân lý. Ví dụ như mình có một cái thông tin ha, một cái thông tin là mặt trời thì luôn mọc ở hướng đông. Thì ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ chia cái thì này là thì hiện tại đơn. Tiếp theo đó là thì hiện tại tiếp diễn. Nói với thì hiện tại đơn thì chúng ta sẽ có V0, V thêm S hoặc là thêm ES. V0 thì dùng cho những cái nhóm chủ ngữ như là I, we, you, they, danh từ số nhiều, tên hai người, thì động từ này giữ nguyên. Và đối với danh từ số ít hay là he, she, it, tên một người, danh từ số ít, thì chúng ta thêm S hoặc là thêm ES. Thì tiếp theo đó là thì hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn thì nói về một cái hành động ngay đang lúc nó là nó đang diễn ra, cho nên nó thường có những cái dấu hiệu là đi kèm với những cái động từ mà yêu cầu mình chú ý, mình tập trung á. Ví dụ như là look, nhìn kìa, listen, nghe kìa, hay là at the moment, hoặc là now, ngay bây giờ. Thì mình sẽ dùng thì, là mình sẽ dùng thì hiện tại tiếp diễn. Mà nói tới thì tiếp diễn thì chúng ta phải có to be ha. To be ở đây là am, hoặc là is, hoặc là are, cộng với verb in. Thì nó cũng tiếp diễn là phải có to be cộng verb in. Nhưng mà quá khứ thì nó sẽ là was và were
tùy vào chủ ngữ. Hiện tại thì nó sẽ là am, is hoặc là are. Ai thì chúng ta sẽ dùng am, he, she, it, tên một người. For example, Lan, a flower thì chúng ta sẽ dùng is. Nhưng mà chủ ngữ số nhiều, ví dụ như là we, you, they, Lan and Nam, many flowers thì chúng ta sẽ dùng are. Động từ chính thì đương nhiên phải dùng verb in. Thì tiếp theo đó là thì present perfect là thì hiện tại hoàn thành. Mà nói tới hiện tại hoàn thành thì chúng ta sẽ có những cái từ để chỉ rõ là cái động từ, cái hành động nó đang được, đã được hoàn thành rồi. Ví dụ như là just nè, already nè, rồi yet nè, vân vân ha. Thì rất là nhiều từ, nhưng mà đại loại là những cái từ này thì chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Mà nói tới hiện tại hoàn thành thì phải có to have. À, nói với hoàn thành thì hoàn thành thì perfect nói chung á là phải có have nói chung á cộng V3ED. À, V3ED thì đây chúng ta sẽ hiện tại thì to have nó sẽ có hai dạng là has hoặc là have cộng V3ED. Has là dùng cho những nhóm chủ ngữ như là he, she, it, tên một người, danh từ số ít như là a flower thì chúng ta sẽ dùng has. Còn have thì chúng ta sẽ dùng cho những nhóm chủ ngữ. Ở đây thì không thể nói là số ít hay số nhiều, tại vì I thì chúng ta cũng dùng have. Ví dụ I, we, you, they, tên hai người, Lan and Nam, many flowers thì chúng ta cũng dùng have. Và động từ thì đương nhiên sẽ dùng V3 hay là VED. À, tùy thuộc vô động từ đó là bất quy tắc hay là có quy tắc. Ở đây tôi cho thêm một cái ví dụ. Ví dụ như động từ finish thì chúng ta phải thêm ED ha, thêm ED tại vì nó là động từ có quy tắc. Rồi thì ở đây là chúng ta sẽ có cái công thức của những cái thì ha, những cái thì nó rất là phổ biến ở trong tiếng Anh của mình. Còn thì cuối cùng của nhóm thì hiện tại đó là present perfect continuous thì đôi khi nó vẫn giữ nguyên những cái từ nhận dạng này luôn, nhưng mà nó có cộng thêm một cái thông tin nói về cái chuyện này nó sẽ tiếp diễn ở trong tương lai thì mình sẽ dùng thì present perfect continuous. Nói tới present perfect continuous thì mình sẽ cũng phải có to have của hiện tại thì chúng ta sẽ có hai dạng has hoặc là have tùy theo chủ ngữ been và verb in. Thì đây là công thức chung của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Đó, thì đây là nhìn vô đây thì chúng ta sẽ có phần nào mường tượng ra được từ nhận dạng công thức. Rồi nhóm thì cuối cùng ở đây có một thì đơn giản thôi tôi giới thiệu, đó là thì simple future, có nghĩa là thì tương lai đơn. Mà nói với tương lai đơn thì chúng ta sẽ biết nó là chưa xảy ra, cho nên mình sẽ dùng những cái từ nhận dạng ví dụ như next lần tới, ví dụ như là next time lần tới, next week tuần tới, next month tháng tới, next year năm tới, vân vân. Hoặc là ở đây chúng ta sẽ có những cái từ ví dụ như là tonight, trong hiện tại thì có today, trong quá khứ thì có yesterday, thì trong tương lai sẽ có là tomorrow thì chúng ta là ngày mai ha. Thì hoặc là in với từ cộng với một năm, trong quá khứ thì là cái năm trước năm hiện tại, còn trong tương lai thì là cái năm đương nhiên là phải nó đi từ sau cái năm hiện tại, ví dụ là 2025, năm 2025. Thì đối với công thức của thì tương lai đơn thì rất là dễ, will, shall chúng ta sẽ cộng với V0, hoặc nếu như nó là đại từ thì hoàn toàn chúng ta có thể là viết double L để cộng với V0. Thì đối với phần chia thì tôi nghĩ nó không khó, nhưng vấn đề là chúng ta phải chịu ngồi lại, chúng ta hệ thống lại, phải hiểu bản chất về các mốc thời gian là một. Thứ hai là chúng ta phải nhìn ra được những cái dấu hiệu nhận dạng là hai, và phải phân biệt khi có bài tập trộn lẫn giữa những câu sử dụng nhiều thì khác nhau thì mình phải nhìn ra được dấu hiệu nhận dạng và bản chất của thời gian ở từng thì ví dụ như ở thì hiện tại thì chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái trạng từ chỉ tần suất. Ở những cái mốc thời gian trong quá khứ thì chúng ta thấy ago hay là yesterday hay là last thì chúng ta biết đang là quá khứ đơn. Ngoài ra chúng ta phải phân tích thêm bản chất của hành động, tại vì không thể khi nào chúng ta rập khuôn thấy từ này chia thì này thì đôi khi có những cái câu hỏi khó đó thì người ta văng bẫy mình thì mình sẽ bị sai. Rồi ngoài ra nữa đó thì chúng ta sẽ biết được cái công thức áp dụng, mà hiểu được cái công thức áp dụng, phải nắm được công thức thì chúng ta mới áp dụng cho hiệu quả. Ví dụ như thì đơn thì nó dễ rồi, chỉ một cái hành động này thôi, nó thường là biến hóa ở hiện tại thì là V0, VS hay là V thêm
ES ha. Rồi ở quá khứ thì thường sử dụng V2, còn tương lai thì nó sẽ sử dụng dạng will, tổng giữ nguyên V0. Còn thì hiện tại tiếp diễn thì nhất định mình phải nhớ cái công thức chung, nó là to be, tùy thuộc vô nó là quá khứ hay hay hiện tại hay là tương lai, nhưng mà phải có được be cộng verb in rồi sau đó mới biến đổi ở kiểu to be này. Perfect thì phải có là have cộng với 3 ed, tùy thuộc vô nó là quá khứ hay tương lai. Nếu nó là quá khứ thì to have này sẽ chuyển thành have, còn nếu như nó là hiện tại thì to have này nó sẽ chuyển thành has hoặc là have. Thì hy vọng những cái kiến thức này, nó cũng là những cái kiến thức rất là cũ, bằng cái phương pháp trực quan, thì hy vọng là các bạn sẽ có thêm cái thông tin bổ ích về chia thì.